kính thưa toàn thể quý vị đồng đạo, quý vị kính mến, vào ngày 29 tháng 5 năm 1940, tại cung khán đài Hồng Đại Cảnh tỉnh Bá Gia lúc bấy giờ từ quân tổ số về xin thầy chỉ mình và nghe tiếng pháp. Đức thầy cũng chỉ ra rất nhiều chuyên kệ, và trong đó một bài chúng ta nghe có cái nhan đề là an cư ổn trú. Còn con chính trong bài hát đó còn nói thế đây, ngài đã cảm bố thấy ngay một mặt trước sự hiện diện đông đảo những người đã nghe pháp liên với lờ ba trăm tám mươi ý chân hạnh phúc những tư tưởng chính trị ngài vừa dạy cho rằng vừa biểu lộ chúng tôi vừa biểu đức cung linh chính trị bài này do nam nữ độc thành tính hiện thân tam mươi giờ. Con là cha con thời yêu thương.
có bỏ để đây rồi. Có. Gọi đừng chia lìa
Thank you.
dưới cùng đất ngàn ngàn
Thank you.
Yeah.
Bang, 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 bang
Thank you.
Yeah.